Hello, welcome to Eden Garden English. Chào mừng mọi người đến với bài học ngày hôm nay của chúng ta. Unit 3, Communicate. Đầu tiên, chúng ta sẽ học thêm một số từ vựng mới liên quan đến chủ đề trong bài nhé. Thầy sẽ đọc các từ từ trái sang phải. Đầu tiên, fireworks. Fireworks chính là pháo hoa. Từ tiếp theo, duck. Duck tức là tối, đúng không? Các em nhìn vào bức tranh mà thấy trời đã khá là tối, đúng không? Và ngược lại với tối sẽ là sáng, chính là light. Light. Tiếp theo, các em có thể nhìn thấy đây là màu xám, đúng không? Và màu xám trong tiếng Anh là gray. Gray. Tiếp theo là màu da cam, trong tiếng Anh sẽ là orange. Orange. Cuối cùng là màu hồng, sẽ là pink. Pink. Chúng ta cùng làm một bài thực hành đơn giản nhé. Câu số 2 nào. The sky is black. Bầu trời thì màu đen. Như vậy thì đó là lúc tối hay sáng nhỉ? Is dark, đúng không? Dark. Câu số 3. A goldfish is its color. Con cá vàng phải có màu gì nhỉ? Màu da cam, đúng không? Is orange. Tiếp theo, some flowers are this color. Các em nghĩ hoa thì sẽ có màu gì? Màu bạc, màu xám hay là màu hồng? Màu hồng, đúng không? They are pink. Câu số 5. The sun is in the sky. The sky is mặt trời thì đang mọc lên ở trên bầu trời, vậy thì chỉ có thể là ban ngày, đúng không? Và bầu trời sẽ rất là sáng. The sky is light. Light. These are in the dark sky. Câu số 6. They are many colors. Có rất nhiều màu sắc ở trên bầu trời đêm thì chỉ vậy thì sẽ là fireworks, pháo hoa, đúng không? They are fireworks. Tiếp theo, đến về phần học từ thì chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ là nouns, danh từ. Danh từ là những người dùng để chỉ người, chỉ địa điểm hoặc là chỉ sự vật nào đó. A person, place or thing. Ví dụ như là friend là danh từ chỉ người. Home là danh từ chỉ địa điểm. Và book là danh từ chỉ vật, là quyển sách, đúng không? Tiếp theo, read the words and match. Chúng ta ở dưới này có 8 danh từ và cùng thử chia vào các nhóm chỉ người, chỉ vật và chỉ địa điểm nhé. Câu số 2. Như ở đây chúng ta đã có điền mẫu là sister, chị gái hoặc em gái thì là chỉ người. Thứ hai, fireworks là pháo hoa. Vậy thì đây là chỉ vật, đúng không? Tiếp theo, từ số 3, uncle. Uncle chú hoặc là bác. Vậy thì đây là từ chỉ người. Từ số 4, school. School. Đây là nơi chỉ, cũng giống như là home, chỉ địa điểm, đúng không? Place. Từ số 5, ball. Ball, quả bóng, là một từ chỉ vật. Số 6, playground. Playground. Đây là một nơi chỉ địa điểm. sân chơi đấy. Từ số 7, Africa. Africa, châu Phi. Vậy thì đây cũng vẫn là một nơi chỉ địa điểm. Từ số 8, teacher. Teacher là một danh từ chỉ người, giáo viên, đúng không? Vậy là chúng ta sẽ nói với person. Ok, về nhà các em có thể tìm thêm các danh từ mà các em biết liệt kê vào ba nhóm là person, place và thing. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây rồi. Goodbye.